Tờ Reuters gần đây đăng tải một quan điểm trái chiều về thương vụ SPAC của VinFast như sau. Ông Phạm Nhật Vượng đến Hoa Kỳ theo kiểu tạm ổn năm 2021. Người đàn ông giàu nhất Việt Nam đang đưa công ty xe điện của mình, VinFast, ra công chúng với mức định giá cao thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại chuyên dụng của ông trùm sòng bạc Lauren Ho. Họ định giá tập đoàn ở mức 27 tỷ đô la và đảm bảo cho VinFast được niêm yết ở Hoa Kỳ, nơi mà tổ chức đang thua lỗ muốn mở rộng. Nhưng nhu cầu cần tài trợ để phát triển là quá lớn và thỏa thuận được thổi phồng không giúp được gì nhiều. Việc sáp nhập định giá vốn chủ sở hữu của đối thủ Tesla là 23 tỷ đô la, không bao gồm 169 triệu đô la tiền mặt của BlackSpace và hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm cả khoản nợ vào khoảng 27 tỷ đô la. VinFast được thành lập vào năm 2017, đặt mục tiêu xuất khẩu dòng xe điện SUV, xe tay ga điện và xe buýt điện trên khắp Việt Nam, Bắc Mỹ và châu Âu. BlackSpace được thành lập bởi chi nhánh đầu tư tư nhân của Lauren Ho. Tỷ phú này là chủ tịch của Melco International Development, công ty điều hành các sòng bạc ở Macau và Philippines. VinFast đã thành danh với việc bán xe xăng tại quốc gia Đông Nam Á, nơi công ty mẹ Vingroup, Vic, là tập đoàn hàng đầu về bất động sản. Bây giờ VinFast đang đi theo một hướng hoàn toàn mới bằng cách biến thành nhà sản xuất ô tô hoàn toàn bằng điện và đưa thương hiệu của mình ra toàn cầu. Việc hợp tác với BlackSpace Acquisition Co. có nghĩa là VinFast không cần phải đợi phát hành lần đầu ra công chúng để ra mắt thị trường. VinFast cũng có thể trì hoãn việc bán mạnh cho các nhà đầu tư toàn cầu vào Việt Nam khi đất nước này đang tiến hành cuộc thanh trừng tham nhũng đang làm náo loạn lĩnh vực bất động sản và chứng khoán trong nước. Thỏa thuận SPAC định giá VinFast gấp 42 lần doanh số bán hàng của họ vào năm 2022, cao gấp 7 lần định giá của Tesla và hơn gấp đôi so với Lucid. Con số cao là một vấn đề nan giải. Doanh thu hàng đầu của công ty Việt Nam đã giảm 7% vào năm 2022 và công ty đang bị đình trệ sản xuất, thay thế các giám đốc điều hành cấp cao. Hơn nữa, việc đạt được quỹ đạo tăng trưởng nhanh có vẻ khó khăn vào thời điểm mà toàn ngành đang gặp khó khăn, Tesla đang giảm giá các mẫu xe hàng đầu của mình để tăng doanh số bán hàng. Sự thất vọng lớn nhất có lẽ là số tiền tài trợ cứng ít ỏi mà thỏa thuận mang lại. Hồ SPAC chỉ mang lại 169 triệu đô la vốn cho mục tiêu giả sử không có nhà đầu tư nào rút tiền. Khi Lucid và những người khác niêm yết cổ phiếu công khai tại các tiểu bang thông qua các giao dịch tương tự vào năm 2021, họ đã nhận được thêm sự thúc đẩy thông qua các khoản đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công. Trong đó, các tổ chức hạng A và các quỹ có chủ quyền đã bơm tiền mặt và chứng thực hiệu quả các định giá. Ví dụ như Grab đã huy động được 4,5 tỷ đô la theo cách đó khi nó được định giá gần 40 tỷ đô la. VinFast không quá tuyệt vọng. Vào tháng 4, họ đã nhận được khoản cam kết trị giá 2,5 tỷ đô la từ công ty mẹ và chính người sáng lập. Nhưng bất chấp màn ra mắt hoành tráng ở Mỹ, các nhà đầu tư hiện tại sẽ sở hữu 99% cổ phần của công ty sau thương vụ. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam hầu như chỉ còn phụ thuộc vào chính mình như trước đây. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.